Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về đất thổ cư, nhà ở liền kề có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có giá bán chỉ từ 900 triệu đồng. Thì là bên em hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái lô đất của lô nhà của bọn em có diện tích là 35m² và giá chào bán chỉ 1.330.000.000 đồng, có hướng nhà là hướng Tây Nam nha mọi người. Hiện tại em đang đứng trước cửa của ngôi nhà, thì đây ạ, đây chính là trước cửa của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng hai lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp thứ hai là cửa kính rất là an toàn và chắc chắn nha mọi người. Đây ạ, hiện tại thì em đang ở vào trong cái tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phòng khách của ngôi nhà. Theo mọi người quan sát thì tất cả mọi cái hệ thống đèn điện cũng như là trần thạch cao là bọn em đã là làm xong hết, hoàn thiện xong hết rồi. Chỉ còn một chút nữa, có nghĩa là còn đồ đạc thì bọn em chưa chuyển đi thôi. Thì là nó có hơi bừa bộn một chút, nhưng mà em vẫn quay để cho mọi người biết ạ. Căn nhà này với diện tích là 35m², được xây 4 tầng và chia là một phòng khách, một phòng bếp. Thì hiện tại em đang đứng ở đây phần phòng bếp của căn nhà. Mọi người nhìn thấy ạ, đây chính là bếp của căn nhà. Cái ngôi bếp, căn bếp này là được làm bằng cái căn bếp này là được làm bằng polyvinyl phi cao cấp, cũng như là ở đây là cái hệ thống xe ngòi thiết bị là bọn em cũng đã lắp đặt chuẩn bị xong hết rồi. Thì tiến tới nhà em mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé. Tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Xin mọi người đi theo em. Đây chính là tầng 2 của ngôi nhà. Một phòng ngủ nhất đây ạ. Đều có cửa sổ rất là thoáng ra đằng sau. Hệ thống trần thạch cao cũng như đèn điện đều làm đầy đủ hết rồi, có ống chờ điều hòa đầy đủ nha mọi người. Ống chờ điều hòa và áp chờ điều hòa đây là em đã làm sẵn hết rồi, mọi người chỉ việc về lắp đặt đồ để mình sinh hoạt thôi. Xin mọi người đi theo phòng thứ hai của căn nhà. Ở đây là phòng vệ sinh ạ. Hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng thứ hai của căn nhà đây. Rất là thoáng. Có cửa lén sáng vào trong nhà cũng như là lén gió vào trong nhà, rất là thoáng mát. Cái căn này của ngôi nhà cũng đầy đủ điện cũng như trần thạch cao. Mọi người có thể nhìn thấy đấy. Tiếp theo em mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế như tầng 2, cũng là hai phòng và một nhà vệ sinh. Nó y như tầng 2 luôn. Hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây. Phòng này cũng được lắp đặt như tầng 2, có cửa sổ cũng như là áp điều hòa và có ống chờ điều hòa luôn. Cửa thông phòng được làm bằng cửa nhôm kính mọi người ạ. Đây là nhà vệ sinh và đây là phòng thứ tư của ngôi nhà. Nhà này có 4 phòng ngủ nhá mọi người. Đầy đủ hết, hệ thống đèn điện là nước ngon là bọn em đã làm xong hết rồi. Có hệ thống công tơ điện, công tơ nước của quận Hà Đông rất là đầy đủ chi tiết. Tiếp tới mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người có thể quan sát tầng 4 của ngôi nhà này ạ. Đây là sân phơi của ngôi nhà. Rất là rộng, rất là sáng, rất là thoáng. Xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng. Đó, mọi người nhìn thấy đó. Rất là nhiều nhà cao tầng. Ở trên này sân phơi cũng như ban công rất là rộng để mọi người có thể trồng cây. Nếu mà ai yêu thích trồng cây, trồng hoa. Cái vị trí căn nhà này là ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái giá chào bán của bên em chỉ 1.330.000.000 và diện tích là 35m². Và cái vị trí căn nhà này rất là gần trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 1, cấp 2. Rất là tiện cho vợ chồng trẻ có con cái đi học ở đây ạ. Cũng như là ở cái vị trí nhà này cách ra bến xe Yên Nghĩa cũng rất là gần, chỉ cách 3.5km thôi. Thì là cái vị trí căn nhà này là ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em nhắc lại nhé, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thì mọi người nếu như mà
xem video của em thấy hay thì bấm like cũng như là chia sẻ kênh của em cho mọi người cùng biết, đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin, nhiều cái video về nhà cũng như là đất hay hơn nữa. Thì mọi người có thể liên hệ thêm với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình là 0983013403 hoặc 0888041444 em Ánh, để mọi người có thể nhận được thêm nhiều thông tin chi tiết hơn. Em xin cảm ơn.